kem dưỡng chống lão hóa mắt DMA. Với dung lượng là 14g, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 3 đến 4 tháng. Giá chính hãng của sản phẩm là 849.000 đồng, xuất xứ từ Mỹ. Thì đối với sản phẩm này, nó sẽ cung cấp collagen để tái tạo cấu trúc phần da mắt lại, cải thiện phần nếp nhăn, dưỡng ẩm và ngăn cản sự hình thành các nếp nhăn mới. Chất chống oxy hóa trà xanh sẽ làm giảm dấu hiệu lão hóa để cho mắt chúng ta trẻ trung hơn, rạng rỡ hơn. Sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng vào ban ngày và ban đêm. Sau khi đã làm sạch da và sử dụng nước cân bằng, chúng ta sẽ lấy ra một lượng sản phẩm vừa đủ. Sau đó chấm đều vùng da dưới vùng mắt, dùng ngón tay áp út, massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm thẩm thấu sâu vào da. Chất kem bên trong sẽ là màu vàng nhạt,